Kính chào mừng tất cả các anh chị đã quay lại với kênh YouTube Bất Động Sản Bầu Bàng. Trước khi bắt đầu video mới trong ngày hôm nay, cho Hà Giang gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới anh chị cùng với người thân trong gia đình. Một ngày mới an lành, hạnh phúc và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống anh chị nhé. Trước khi bắt đầu video, nếu như anh chị nào đang xem video của Hà Giang, hãy cho Hà Giang một like, một đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi video anh chị nhé. Vâng, thế hôm nay Hà Giang sẽ giới thiệu đến anh chị một dãy nhà trọ nằm trên con đường N1 khu B tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương, với diện tích ngang năm dài 30, phun thổ cư 100% đất ở đô thị, mặt tiền đường rộng là tầm 16 mét anh chị nhé. Vâng, thì ở đây là cổng công ty Owen, thì một trong những cái công ty thuộc Bầu Bàng, thuộc khu B anh chị nhé. Thì đây là những cái công ty rất chi là nhiều công nhân, và cái công ty này thì là một cái công ty của Đài Loan và nằm tại đường D3 khu công nghiệp Bầu Bàng anh chị nhé. Và từ vị trí của cái công ty này lại căn nhà thì chắc tầm khoảng là 200 mét anh chị nhé. Vâng, để biết xa hay gần, anh chị cùng theo em đi lại căn nhà, chúng ta cùng tham khảo anh chị nhé. Đấy, thì anh chị xem lại một lần nữa, đây là cổng công ty anh chị nhé. Đấy, thì đây là một cái cổng công ty nằm trên con đường D3 này, và đi ra ngoài khúc NC cũng trên đường D3 này rất chi là nhiều cổng công ty. Đấy, thì lại ngay chỗ ngã tư đất ngọc này anh chị. Đây, đây là một cái ngã tư đất ngọc và rất chi là rộng lớn anh chị nhé. Và chúng ta sẽ quẹo và ngoèo phải vào đây. Quẹo phải vào đây thì Hà Giang sẽ giới thiệu đến anh chị một cái dãy nhà trọ nằm trên con đường N1 này luôn anh chị ạ. Với lòng đường là 16 m, vỉa hè mỗi bên 4 m anh chị nhé. Thì trước kia Hà Giang có làm một cái video có giới thiệu đến anh chị là một cái dãy nhà trọ ngay chỗ xanh này anh chị đó. Thì lúc đó Hà Giang có giới thiệu một cái video trước, thì hiện tại bây giờ đã bán rồi anh chị nhé. Và hôm nay Hà Giang lại tiếp tục giới thiệu đến anh chị một cái dãy nhà trọ nữa nằm trên con đường N1 này luôn, khu công nghiệp Bầu Bàng, với diện tích là ngang năm dài 30, phun thổ cư 100% đất ở đô thị. Đấy, và mặt tiền hướng Bắc anh chị nhé. Vâng, thì cái căn nhà nó nằm trước mắt em đây anh chị, là cái căn mà bán tạp hóa đây anh chị nhé. Vâng, và phía đằng sau thì có 2 phòng trọ, và phía trước thì cũng giống như các căn nhà khác là có một cái sân và một cái phòng khách, hay gọi là một cái kiosk ở phía đằng trước. Còn ở phía trên lầu thì lúc nào cũng có 2 phòng ngủ và 1 toilet, 1 phòng thờ anh chị nhé. Đấy, thì hiện tại bây giờ nhà trọ này không phải là đóng cửa này, không phải là không ai thuê, mà người ta rất chỉ là cẩn thận anh chị. Lúc buổi trưa thì người ta sẽ đóng cửa lại và ngủ anh chị nhé. Đấy, thì bây giờ Hà Giang mở thì sẽ đi vào để quay cho anh chị xem đó. Phía đằng sau thì cũng chỉ có 2 phòng mà thôi. Đấy, thì đây mật độ dân cư thì rất chỉ là đông anh chị nhé. Đấy, ngay cái quán tạp hóa nằm ở phía bên phải đó anh chị nhé. Đấy, thì đi thẳng vào trong kia sẽ đi lại đường DT 749C rẽ trái. Còn bây giờ thì ở ngay chỗ ngã tư này thì Hà Giang sẽ giới thiệu cho anh chị thêm một căn nhà nữa nằm trên con đường N1 này luôn anh chị nhé. Đấy, nó nằm ngay chỗ này anh chị nhé. Vâng, thì đây là ngã tư này, hồi nãy em mới đứng ở đầu kia đúng không ạ? Đúng không ạ? Ngay cái ngã tư đó thì đi lại đây gần góc anh chị nhé. Đó, ngay chỗ vi tính Bầu Bàng này anh chị nhé. Đây, ngang năm dài 30, phun thổ cư 100% đất ở đô thị. Còn ở phía bên đây là một cái quán cà phê. Còn lại đầu kia là ngã tư đất ngọc anh chị nhé. Đó, anh chị thấy không ạ? Kinh doanh buôn bán và người rất chi là đông anh chị nhé. Và hiện tại thì căn nhà này hồi nãy hình như Hà Giang lại quên giới thiệu cái căn kia. Vâng, thì cái căn hồi nãy á, là chủ nhà đang bán là 2 tỷ 150 triệu. Còn căn này thì chủ nhà đang kêu là 2 tỷ 2 anh chị nhé. 2 tỷ 2 anh chị, với diện tích là ngang năm dài 30, phun thổ cư 100% đất ở đô thị và giá là 2 tỷ 2. Còn căn hồi nãy á, là cái căn mà bán tạp hóa đó anh chị, là 2 tỷ 150 triệu anh chị nhá. Vâng, thì ở đây hai căn nằm trên con đường này và bây giờ thì chủ cũng đang cần bán để mà lo một, nói chung là bán thì ai cũng cần tiền và cần để giải quyết công việc anh chị nhé. Phía trong đó là phòng bếp, còn ở đây là cái cầu thang lên trên gác, và trên gác thì cũng có hai phòng ngủ, một phòng thờ và một toilet anh chị nhé. Và đằng sau này thì có hai cái phòng trọ ở đằng sau đây. Thì những cái dãy nhà của A53 này thuộc xã Lai Uyên, thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Thì những cái dãy nhà trọ như này đằng sau chỉ có hai phòng trọ mà thôi. Còn ở phía trước sẽ có một căn nhà ở phía trước. Và căn nhà thì hiện tại người ta đang cho thuê á, là tầm khoảng là 3 triệu đến 3 triệu rưỡi, 4 triệu anh chị nhé. Còn phòng trọ ở phía đằng sau thì tùy từng chủ cho thuê. Người thì cho thuê triệu 2, triệu 3, có người cho thuê triệu rưỡi anh chị ạ. Đấy, thì đây là đường N1, nếu như chạy thẳng theo con đường này sẽ đi lại công an huyện Bầu Bàng anh chị nhá. Đó. Và cái dãy nhà này thì dân cư rất chi là đông, buôn bán rất là tấp nập anh chị. Và một căn như thế này nếu như lại đầu đây thì hiện tại bây giờ có những căn tới 2 tỷ tư lần anh chị. Đấy, thì còn căn kia thì nói chung là 2 tỷ 150 cho đến 2 tỷ 2 thì giá nó cũng phù hợp với thị trường. Và bây giờ thì Hà Giang sẽ chạy lại chỗ chợ nữa một lần nữa cho anh chị xem nhé. Thì nói chung là video đến đây cũng đã gọi là đã đủ rồi và đã kết thúc rồi anh chị. Còn nếu như anh chị nào muốn tiếp tục theo dõi thì có thể là cùng Hà Giang chạy thêm một khúc nữa anh chị nhé. Và bây giờ Bầu Bàng hiện tại đã có ba con đường chạy qua, đó là đường cao tốc Bình Phước Tân Vạn thì từ xưa tới giờ, và đường thứ hai đó là đường Bầu Bàng Phú Giáo Bắc Tân Nguyên, đó là con đường thứ hai thì cũng vừa mới thông xe anh chị nhá. Và con đường thứ ba là con đường mòn Hồ Chí Minh anh chị nhá. Và một điểm đặc biệt nữa thì khoảng 2 năm nữa là 2027 thì Bầu Bàng sẽ chính thức được lên thị xã anh chị nhé. Thị xã Bầu Bàng bây giờ là thị trấn, và sau này khoảng 2 năm nữa 2027 thì lên là thị xã Bầu Bàng. Và bây giờ thì Bầu Bàng đang di dời 2.900 công ty xí nghiệp từ các tỉnh ở miền Nam như là Thuận An, Dĩ An, khu vực dưới Bình Dương như là Bắc Tân Uyên chẳng hạn, sẽ di dời về khu công nghiệp Bầu Bàng. Và những cái công ty nào đang nằm len lỏi ở trong khu dân cư, trong nhà dân thì cũng được di dời ra Bầu Bàng và vào trong khu công nghiệp hết anh chị nhé. Đấy. Rồi thì video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và Hà Giang xin chào và tạm biệt tất cả các anh chị. Và nếu như anh chị nào đang xem video của em, hãy cho em một like, một đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những cái video sau này của em khi mà Hà Giang đang lên anh chị nhé. Hà Giang xin chào và tạm biệt.